Đà Nẵng giãn cách xã hội từ chiều ngày 26 tháng 7. Từ 13 giờ hôm nay, 26 tháng 7, Đà Nẵng áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, hạn chế đi lại. Cụ thể, sáng ngày 26 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận huyện và đề nghị các hội đoàn thể, các cơ quan trung ương, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục và giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện phòng chống dịch trong tình hình mới. Thời hạn thực hiện từ 13 giờ ngày 26 tháng 7 cho đến khi có thông báo mới. Thành phố Đà Nẵng yêu cầu người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang khi ra ngoài, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Tạm dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa cần thiết. Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, khu vui chơi giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ, bán buôn bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, trừ các cơ sở nêu tại điểm C trên đây. Khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch như trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc. Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh, nội tỉnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của các cơ quan chức năng. Giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, giờ ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người, thực hiện khử trùng vệ sinh lớp học, kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh, nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân và người lao động. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên, không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết, không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời gian, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức thì do cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định và thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách, thực hiện giám sát về y tế, không tổ chức liên hoan, tiệc mừng. Công an thành phố tập trung rà soát các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố, phối hợp với các địa phương và sở y tế tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú. Chi phí cách ly do người cách ly tự chi trả, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng nêu trên, đồng thời công khai thông tin về người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo quy định. Ủy ban Nhân dân các quận huyện thành lập tổ công tác COVID-19 tại cộng đồng để giám sát, phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh hoặc tiền sử dịch tễ không rõ ràng để lấy mẫu xét nghiệm. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.